Chào mừng các em học sinh lớp 5 trường tiểu học Trung Nhất đến với tiết địa lý tuần 28. Các tiết học trước, các em đã được tìm hiểu về điều kiện tự nhiên của châu Mỹ. Trong tiết học hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dân cư và hoạt động kinh tế của châu Mỹ thông qua bài Châu Mỹ tiếp theo. Nội dung bài học hôm nay các em sẽ được tìm hiểu lần lượt. Thứ nhất, dân cư châu Mỹ. Thứ hai, các hoạt động kinh tế. Nội dung tìm hiểu về Hoa Kỳ được giảm tải. Chúng ta đi vào nội dung đầu tiên, tìm hiểu về dân cư châu Mỹ. Đây là bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục. Dựa vào bảng số liệu trên, cho biết châu Mỹ đứng thứ mấy về số dân so với các châu lục trên thế giới? Nhìn vào bảng số liệu trên, chúng ta thấy dân số châu Mỹ theo số liệu năm 2004 là 941 triệu, ít hơn dân số của châu Phi là 973 triệu, đồng thời ít hơn cả châu Á là 4.054 triệu. Như vậy, chúng ta thấy năm 2004, châu Mỹ có số dân là 941 triệu người, đứng thứ ba trên thế giới sau châu Á và châu Phi. Đây là bảng thành phần dân cư châu Mỹ. Quan sát bảng trên và cho biết thành phần dân cư châu Mỹ. Chúng ta thấy dân cư châu Mỹ có nhiều thành phần và màu da khác nhau: người anh điên da vàng, người gốc Âu da trắng, người gốc Phi da đen, người gốc Á da vàng và người lai. giới thiệu với các em đây là người anh điên người anh điên được xem là cư dân bản địa của châu mỹ họ đã sinh sống từ lâu đời ở châu mỹ hiện nay phần lớn dân cư châu mỹ là người nhập cư từ các châu lục khác đến cho nên chúng ta thấy ở châu mỹ có cả người da trắng người da vàng và người da đen Như vậy, sau khi Colombo phát hiện ra châu Mỹ, người dân châu Âu và các châu lục khác đã di cư sang đây. Chính vì vậy, hầu hết dân cư châu Mỹ là người nhập cư, chỉ có người Anh Điên sinh sống từ lâu đời ở châu Mỹ. Người dân châu Mỹ sống tập trung ở ven biển và miền đông. Chúng ta đi vào tìm hiểu nội dung thứ hai, Kinh tế châu Mỹ. mở các em theo dõi thông tin sau trong sách giáo khoa. Địa lý lớp 5 Trang 125 Em có nhận xét gì về kinh tế các khu vực của châu Mỹ? Theo thông tin trong sách, chúng ta thấy các khu vực ở châu Mỹ có nền kinh tế phát triển ở mức độ khác nhau. Bắc Mỹ có kinh tế phát triển nhất, Trung và Nam Mỹ thì có nền kinh tế đang phát triển. Chúng ta cùng theo dõi một số hoạt động kinh tế ở hai khu vực này nhé. Đây là cảnh thu hoạch lúa mì ở Bắc Mỹ. Nền kinh tế Bắc Mỹ như cô thông tin khi nãy rất phát triển. Sản xuất nông nghiệp thường theo quy mô lớn. Chúng ta thấy trong ảnh cảnh thu hoạch lúa mì không thấy nhân công là người lao động đâu cả mà chúng ta chỉ thấy máy móc làm việc. Tất cả đều được cơ khí hóa hết. Đây là cảnh người nông dân Mỹ sử dụng máy tưới. Chúng ta thấy là trên một cái diện tích rất rộng lớn và người ta sử dụng máy móc thì sẽ tiết kiệm được thời gian và cả nhân lực. Đây là ngành chăn nuôi bò sữa của Bắc Mỹ. Và chúng ta thấy tất cả những con vật nuôi ở đây đều được gắn bản số theo dõi về sức khỏe rất gắt gao. Đây là cảnh thu hoạch nho. Nền công nghiệp Bắc Mỹ có những ngành công nghệ kỹ thuật cao như điện tử và hàng không vũ trụ. Trong ảnh chúng ta thấy đây là một nhà máy sản xuất máy bay Boeing. Tất cả đều được sử dụng máy móc trang thiết bị hiện đại. Đây là công nghiệp hàng không vũ trụ của Bắc Mỹ. Nền kinh tế Trung và Nam Mỹ thì đang phát triển. Các nước ở đây chuyên sản xuất, nông nghiệp là chủ yếu như chuối, cà phê, mía, bông chăn nuôi bò, cừu và khai thác khoáng sản để xuất khẩu đây là một khung cảnh công trường khai thác ở Trung và Nam Mỹ về nội dung bài học bài học hôm nay các em cần ghi nhớ phần lớn dân cư châu Mỹ là người nhập cư Bắc Mỹ có nền nông nghiệp tiên tiến, công nghiệp hiện đại. Trung và Nam Mỹ chủ yếu sản xuất nông sản và khai thác khoáng sản để xuất khẩu. Tiết địa lý đến đây đã kết thúc. Cô chúc các em tiếp thu bài hiệu quả. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại.